Ngày hôm nay chúng tôi mời đến đây ba cái chàng trai đã từng tham gia chương trình và khui ra là màu tím. Thì bây giờ mình chơi một cái game nho nhỏ là ba bạn này sẽ được đặt câu hỏi. Muốn hỏi gì hỏi về cuộc sống, tính cách, suy nghĩ của người ta. Rồi người ta sẽ trả lời. Và các bạn hãy đoán xem ba bạn này màu tím là tím độc thân hay tím đã có chủ. À, bây giờ nha, các bạn tự giới thiệu lại tên mình để khán giả cùng nhớ nhé. Mời bạn. Em chào anh Thành. Em tên là Trần Nhật Long. Tập của em là mùa 6, có chung với Hen. Em xin chào anh Thành và mọi người. Em là Tùng Lâm, em là tập 7 của mùa 1. Dạ em chào anh Thành và chào mọi người ở đây ạ. Em tên là Nguyên Anh và tập của em là tập 2 của mùa 1 ạ. Bây giờ mời đặt câu hỏi nè. Anh ơi, cho em hỏi anh mà chung với Hen á, thì hôm nay anh đi một mình hay anh đi với ai vậy? Hôm nay anh đi một mình. Hôm nay đi một mình chứ thường ngày anh đi hai mình đúng không? Em muốn hỏi cả ba anh luôn là các anh muốn trải nghiệm tình yêu thật nhiều, muốn yêu thật nhiều người hay là chỉ muốn biết một người yêu một người cho đến suốt một cái khoảng thời gian tới cuối đời luôn? Theo anh nghĩ á, thì cuộc sống mình nó cũng giống như là mình đi ăn trên nhà hàng vậy đó. Một bữa ăn của mình nó sẽ có nhiều món, tốt nhất là mình cũng nên thử nhiều món. Đến khi mà mình quay về nhà mình nhớ được cái món đó, mình muốn quay lại mình ăn lại đúng cái món đó, thì nghĩa là mình đã chọn đúng cái món mà mình đã thích. Cảm ơn bạn. Tới em. Đối với Nguyên Anh á, thì là tin nhất là cái duyên cái nợ. Và Nguyên Anh muốn là chỉ cần một người và người đó đi theo với Nguyên Anh suốt cuộc đời này luôn. Đối với anh thì anh suy nghĩ đơn giản hơn. Mình cảm thấy nếu mà gặp đúng người thì mình sẽ dừng lại. Còn nếu mà không đúng người thì mình cứ sẵn sàng mở lòng để mình yêu tiếp. Ba câu trả lời hơi khác khác nha. Harry Won, cho anh câu hỏi trí tuệ coi nè. Nãy giờ ở đây là không có ai mà muốn hỏi gì nhiều, mà bạn kia bên rất là muốn hỏi. Ai em? Dạ, mời. Hồi nãy giờ thì mọi người hỏi rồi em cũng có một cái số về phân tích. Thì em đoán thôi nha. Em đoán là cái anh ở ngoài sẽ là anh Long. Single. Anh Long single. Dạ. Yeah. Còn cái anh ở giữa sẽ là một cái anh đã có gia đình rồi. Có gia đình. Đúng rồi. Và thích nấu ăn luôn. Còn cái anh này thì đã có người yêu rồi. Em nghĩ vậy. Ghê vậy ta. Khoan, phải nói tại sao? Dựa vào yếu tố nào? Cái đầu tiên là cái anh này khi mà nói chuyện thì anh nói chuyện rất là vui vẻ. Thì em nghĩ là chắc là cũng mới yêu hay là luôn luôn là một cái người làm cho người yêu mình rất là kiểu hạnh phúc á. Còn cái anh ở giữa thì nói chuyện từng trải hơn và luôn luôn là một cái bờ vai để có thể một người khác có thể dựa vào. Còn cái anh kế bên á thì em cảm nhận là thường những người độc thân hay single thì thường nói chuyện rất là deep. Nhưng mà nói chuyện rất là deep sẽ rất là dễ bị dấp. Bị dấp ở đây là kiểu tỏ ra mình rất là trải nghiệm, mình rất là kiểu cái gì vậy? Tôi đây là một người rất là tình cảm. Dấp rồi đó, đó cái này nè. Cái này nè. Không phải. Cái này mới dấp nè. Tại vì vấn đề là em cũng đang là một người độc thân. Để tỏ ra rất là deep và rất là vấp. Em tỏ ra là một người rất Thôi được rồi, em đừng có quảng cáo em độc thân nữa. Ai, anh Đức nè. Tuấn Trần, với những cái phân tích và có vẻ rất là sâu sắc của em á. Một người đàn ông mà tỏ ra rất là sâu sắc trong cái chuyện tình cảm và vấp váp, và anh cảm thấy rất là một cái những cái điều em nói nó trẻ con lắm em à. Em nghe một người đàn ông trưởng thành nói đây. Anh ngồi có vài số thôi nhưng mà hầu như các tập anh đều coi hết. Anh khui luôn cho em nè, nhân vật này, nhân vật đang đeo kính này đã từng lên chương trình giới thiệu người yêu của anh ta ngay tại chương trình luôn, em có nhớ không? Chưa chắc còn. Bây giờ không biết có còn hay không, mà tôi thấy trong vòng vòng ngồi đây có cái mặt quen quen và tôi khui tôi chỉ luôn được không? Đâu đây nè. Ủa này đi đâu mà ngồi khác bàn vậy ta? Đúng không mọi người? Đứng dậy. Hay quá Đức ơi. Cái này là fan của chương trình luôn nè. Bây giờ khui ra rồi mới hỏi giờ còn hay không. Em tên là Khang Lê. Hiện tại em với Nguyên Anh đã quen được 8 năm rồi. Wow. Trời ơi. Như thế này người ta mới gọi là có gia đình, chứ không phải là trong tình yêu gì cả. 8 năm trời rồi Tuấn Trần à.
thì em đoán là có cô chủ đúng không? Cô chủ gì ta, 8 năm cái này mới là giống gia đình nè. 8 năm cái này mới là gia đình nè em à. Cô đi về đi. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Rồi tiếp nè. Giờ người thứ hai nè, đoán sao? Người thứ hai hả? Người đàn ông trưởng thành. Người thứ hai, người ngồi giữa đây, anh Đức nghĩ là hiện tại cũng đã có người yêu. Why? Trời ơi, cái cách ảnh nói kìa. Mình phải thử, mình ăn mỗi ngày. Ăn để chi, để nếm trải cuộc đời. Thì đâu có ngày nào cũng chịu nhịn đói đâu. Thì có thể là bây giờ đang ăn và vẫn yêu thích cái món ăn đó. Đúng hay không? Em xin cảm ơn anh Đức. Như anh Đức đoán là hoàn toàn chính xác rồi đó. Thấy chưa? Trong cái tập của em quay, em có công khai với mối quan hệ của em là em với bạn em đã đính hôn với nhau. Đã được đến bây giờ là được 3 năm. Chúng em có dự định trong vòng 5 năm nữa chúng em sẽ có một đám cưới thật đàng hoàng. Tuyệt vời. Đón theo người cuối nó mà trúng là anh Đức trúng 3 phát luôn nè. Người đàn ông trưởng thành là nói không vấp. Đúng. Đối với Long thì anh Đức nghĩ là cũng đã có tìm hiểu những cái mối quan hệ, nhưng mà chắc là cho tới giờ chưa có một mối quan hệ nào xác định cụ thể, đúng không? Phản đối nha. Em đoán khác nha. Khác gì? Em đoán là bạn này cũng có người yêu luôn rồi. Vì? Sau cái chương trình đó, anh nghĩ đi, họ săn đón bạn, họ tìm hiểu bạn ấy, và chắc chắn là bạn đã mở lòng rồi sau một khoảng thời gian như vậy. Em nghĩ là người đai đã giúp bạn ấy tìm được người yêu luôn rồi. Không, Ngọc nghĩ khác. Tại vì nhìn gương mặt bạn nãy giờ, khi mà nghe Hương Giang với là anh Đức nói là một cái gương mặt giống nhau y chang từ đầu đến đuôi luôn, đó là một cái sự nuối tiếc gì đó, nên em nghĩ là bạn vẫn đang độc thân. Nuối tiếc. Ồ, rất là nhiều luồng phân tích nha. Vậy em độc thân hay in relationship? Thật sự là em đã có bạn trai được gần 3 năm rồi. Đúng rồi, em nhớ nè, nhưng mà em không dám nói, em sợ em sai. Mẹ em coi bạn đó như giống như là con của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Thì tính tới bây giờ thì hai đứa đã quen nhau gần 3 năm rồi. Và em rất là happy, rất là enjoy. Vâng thưa quý vị, và đó là những chàng trai của người ấy là ai, cho chúng ta thấy được rằng là thưa quý vị, đến với chương trình chúng tôi luôn luôn mang đến những cái giá trị đích thực trong cuộc sống. Họ xứng đáng được cư xử như mọi người, và đó là điều mà người ấy là ai đã làm được, đó là mang đến cái cách nhìn thoáng hơn về tình yêu, về giới tính, về cuộc sống, về tất cả những cái cách chia sẻ giữa người với nhau. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho một chương trình thành công trong năm thưa quý vị.